cao. Dễ như này mà các em vẫn sai. Đây là một bài toán cơ bản trong sách giáo khoa, nhưng nhiều học sinh khá giỏi vẫn cứ làm sai. Cô Hiền thấy rằng có nhiều học sinh đã làm như sau. Các bạn ấy rất đơn giản, bỏ luôn căn bậc 2 và mũ 2 ở hai số này và chính bằng 13 trừ 12, kết quả bằng 1. Đây là một cách làm không chính xác. Để làm bài toán này, chúng ta lưu ý đây là hằng đẳng thức A bình trừ B bình thì bằng A trừ B nhân với A cộng B, đúng không? Và chúng ta chỉ cần giữ nguyên căn bậc 2 này, lấy 13 cộng với 12 nhân với 13 trừ đi 12. Và đến đây 13 trừ 12 bằng 1 và chính bằng căn bậc 2 của 25. Kết quả bằng 5. Các em còn mắc phải lỗi sai nào nữa không? Để lại ý kiến của mình dưới video này nhé!